Bí ẩn như địa điểm có thể là cánh cửa bước sang không gian khác. Theo một số nghiên cứu, thì con người đang sống trong không gian ba chiều. Thí nghiệm khoa học đã phát hiện không gian chiều thứ năm có thể thực sự tồn tại. Theo giáo sư vật lý lý thuyết hạt và vũ trụ học tại Đại học Harvard, Mỹ, Lisa Randall cho hay, không gian mà chúng ta đang sống là không gian ba chiều. Vậy làm sao con người có thể đột phá tới không gian chiều thứ năm? không gian năm chiều và đường hầm thời gian có liên hệ với nhau hay không. Giáo sư Randon đã suy luận rằng không gian năm chiều có thể tồn tại đồng thời cùng với không gian của chúng ta, chỉ là con người không thể nhìn thấy. Thực tế đã không ít hiện tượng khiến cho các nhà khoa học cũng không thể lý giải được có thể liên quan tới các không gian khác. Quảng trường thời đại ở New York, vào năm 1950, thì một người đàn ông khoảng 30 tuổi, ăn mặc theo phong cách từ cuối thế kỷ thứ 19, lang thang giữa đường, được người dân đặc biệt chú ý khi xuất hiện tại quảng trường thời đại ở New York. Các nhân chứng cho hay, người đàn ông đó giật mình và một vài phút sau đó gặp tai nạn ô tô dẫn đến tử vong. Khi khám nghiệm tử thi thì người ta lại phát hiện tấm thẻ đồng mang tên quán rượu lạ 70 đô la Mỹ tiền cũ, tấm danh thiếp mang tên là Rudolph Friend có địa chỉ tại đại lộ số 6 Phipps Avenue. Một lá thư được viết từ tháng 6 năm 1876. Căn cứ vào đó thì cảnh sát tìm ra con dâu của Rudolf Friend hiện đang sống tại Florida nước Mỹ. Bà từng nghe chồng mình kể rằng cha chồng đã mất tích một cách bí ẩn vào năm 1876, khi đó mới chỉ 29 tuổi. Con phố Boy, Liverpool nước Anh Tại thành phố Liverpool, nước Anh thì tờ báo địa phương Liverpool Echo đã thu thập và phân tích các câu chuyện của những người báo cáo rằng họ cảm nhận được bản thân đã bước vào quá khứ. Vào năm 2006 thì một tên trộm đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của một nhân viên bảo vệ ở khu vực con phố Bow khi hắn ta quay lại nhìn thì hắn phát hiện ra viên cảnh sát không còn ở phía sau tuy nhiên cảm giác nhẹ nhõm đã nhanh chóng nhường chỗ cho sự hoang mang tột độ tên trộm nhìn thấy những chiếc xe hơi kiểu cổ và mọi người ăn mặc rất kỳ lạ Hắn ta nhìn vào một tờ báo và thấy nó ghi năm 1967. Hắn ta vội vàng chạy tới con phố Raslat và phát hiện ra bản thân đã may mắn quay trở về năm 2006. Mặc dù hắn vẫn có thể nhìn vào quá khứ khi nhìn xuống cuối con phố. Qua điều tra, thì tờ Echo phát hiện thấy những chi tiết mà trên trộm cung cấp hoàn toàn trùng khớp với vị trí của nhiều cửa hàng khác nhau. Vào năm 1967, người nhân viên bảo vệ cũng kể rằng tên trộm dường như đã biến mất không vết tích khi ông rượt đuổi hắn tam giác quỷ nói tới tam giác quỷ bác moda hắn là ai cũng biết đó là nơi có hoàn cảnh hết sức khác thường rất nhiều tàu thuyền và máy bay đã đi qua nơi đây đột nhiên biến mất không thấy nữa. Cho dù mọi người nỗ lực tìm kiếm đều không có kết quả, nhưng có điều kỳ lạ đó là một số ít những chiếc tàu hoặc là máy bay sau nhiều năm đột nhiên xuất hiện. Tháng 8 năm 1981, thì một chiếc du thuyền của nước Anh mang tên là Sea Rezi cùng với 6 người trên bon đột nhiên mất tích tại vùng tam giác quỷ Bermuda. Và 8 năm sau, chiếc du thuyền xuất hiện trở lại một cách kỳ lạ tại đúng vị vị trí mất tích, 6 người trên thuyền vẫn bình an vô sự. Một điều đặc biệt mà cả 6 người trên du thuyền đều nhận thức được là dường như bản thân mất đi cảm giác và họ hoàn toàn không biết được rằng ở ngoài kia 8 năm đã trôi qua. Ấy vậy mà họ chỉ cảm giác như là một vài giây đã trôi qua mà hầu như chưa làm được một việc gì những trường hợp trên đã giúp cho các nhà khoa học củng cố thêm niềm tin rằng tồn tại cùng lúc nhiều không gian khác nhau chứ không chỉ là không gian hiện tại mà chúng ta vẫn biết tại những không gian thời gian trôi nhanh hơn hoặc chậm hơn so với không gian hiện tại và đường hầm thời gian có thể là phương tiện để đi qua lại giữa các không gian như vậy trên trái đất có tồn tại những lỗ thông vượt thời gian và không gian sự xuất hiện của chúng cũng không phải là ít nếu có nghiên cứu nào đó có thể phát hiện và làm chủ được những lỗ thông này thì nó sẽ mở ra một thời đại mới cho con người. Về mặt lý thuyết thì việc chúng ta du hành về quá khứ hay đến tương lai dựa vào những cỗ máy này là hoàn toàn khả thi, nhưng tỷ lệ rủi ro là rất cao. Có trường hợp bị già đi, có trường hợp chỉ còn lại bộ xương, nhưng cũng có trường hợp trẻ lại mười mấy tuổi. Vậy trong số chúng ta ai đủ dũng cảm để sử dụng những cỗ máy thời gian tự nhiên đầy rủi ro này? News TV kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.